và sẽ thưởng thức giọng hát ngọt ngào đến từ liền anh liền chị của đội quan họ Bắc Sông Cầu xã Tăng Tiến của chúng em ạ. Alo. Và kính thưa toàn thể quý vị, trong buổi chiều ngày hôm nay một lần nữa xin lần thay mặt alo, xin mời các chị thử mic hát đi ạ. Vẫn vang nhảy các quan họ ngọt ngào đậm thấm sâu lắng trữ tình, những chàng trai cô gái đẹp nét đẹp người đẹp tài trời ăn tiếng nói khiến cho ai đi xa đi gần cũng đem lòng thương nhớ. Và mở đầu canh hát, chúng em không thể quên được tục mời nước mời trầu về bài nước người rất thường bảo đôi tay nâng chén em mời trà thơm thơm nực cả mười ngón tay về mời trầu. Người xưa hát rằng trầu xanh câu trắng chay hồng vui pha với nghĩa thuốc nồng với duyên. Và về với vùng Kinh Bắc thì bài hát đầu tiên thay cho lời chào, lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị. Mấy khi khách đến chơi nhà, cho em được đốt than của nước pha trà mời người rơi. Trà này quý vầy người ơi, mỗi người mỗi chén cho em vui lòng. Và em hỏi rằng ba bốn người ngồi đó, có người nào còn không? Nên chăng cho em được xe sợi chỉ hồng. Và bài hát đầu tiên xin gửi tặng tới toàn thể quý vị là làn điệu khách đến chơi nhà, hay còn gọi mời nước mời trầu.
dành tặng cho những liền anh liền chị trên chiếc thuyền rồng. Những bông hoa của quý vị là niềm động viên rất lớn đối với các liền anh liền chị trong cách hết thuyền buổi chiều ngày hôm nay và về với vùng quê kinh hậm kinh bắc Bắc Giang trong khúc sông đổ dồn về một bến. Em chẳng yêu chàng, em đến chi đây? Đến vì đây không say mà buộc, em với chàng không chút xa say. Gặp nhau đây mời người xơi nước, xơi nước xơi dầu sau kết nhân duyên. Anh hai Xuân Trường và chị hai Minh Hương sẽ nối tiếp chương trình với làn điệu Lý Do Duyên. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng lắng nghe. Xin chào nhà, nhà nó đang ở nhà mình nhà cụ nhá. Chúc các cụ một năm mới mạnh khỏe an khang và chúc các cụ làng mình mãi mãi là vui như ngày hội như hôm nay ạ. Có sức khỏe là có tất cả cho. Vâng vâng. Gì đấy? Cô mấy cái linh tinh không? Đấy, đấy, đấy nhờ.
đã dành tặng cho anh hai chị hai qua một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Lương, bài hát Trời Hội Xuân. Và bài ca khúc vừa rồi đã làm tưng bừng rộn rã trong tất cả trái tim của toàn thể bà con nhân dân đi chảy hội tại đình làng Phúc Long. Và trong bài buổi chiều ngày hôm nay, ban tổ chức cũng đã nhận được rất nhiều những món quà, đặc biệt là những bài hát mà quý vị dành tặng cho anh hai chị hai để đối lại. Và một ít phút nữa thôi, xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng thể hiện ca khúc của mình. Và nối tiếp chương trình, xin mời chúng ta cùng đến với lá thư âm nhạc yêu cầu với giọng hát ngọt ngào của chị Hai Thanh Huyền qua bài hát sáng tác của nhạc sĩ Văn Cốc, bài hát được mang tên Em Hát Anh Nghe. Xin mời toàn thể bà con đồng chồng và tay giòn giã để cùng chào đón giọng hát của chị Hai Thanh Huyền. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chim bay đi mất tới.